chưa? À? Nè, nè, em lại căn chỗ và cái bụi cái giường của bà ông Út hồi xưa nhớ không? Hai đứa mình còn tay tí đó nhớ không? Lại đi, bữa nay vợ anh đi rồi, chạy ơi chạy. Bữa nay anh làm cho em lên tỉnh luôn. Bắt đá với người ta. Ê, mày làm gì mà lúc đó vậy hả? Con mò cá chú. Mày mò cá nãy giờ mình có dính được con nào không? Dính con cá bự chú. Bây giờ nè, chú cầm con nón đi. Chú cầm con nón đi kêu phải không? Đấy. Xong rồi cái vỏ còn lại nữa đó, thấy không? Cái vỏ nắng không? Chú vừa làm cái đó. Sao? Chú lấy cái vỏ cầm đây con đi. Con bắt con còn lại nữa không? Bắt còn lại xong rồi cái con đưa chú đem lên, không? Chú cháu mình đi nhậu nha. Ok. Rồi. Chú chờ con xíu nha. Chú đi lấy vỏ nha. Hả thằng Hiền Đụng ơi, thằng này làm gì lặn hơi lâu vậy trời? Chắc lặn ở kiểu này chắc ngày mai chắc liệm mới luôn quá. Vì đâu mà nó bắt tiêu. Không giỡn hoài trời ơi, thằng kia nó lặn ở dưới đây nè. Trái giờ này nó lâu muốn chết, chẳng giỡn hoài tối ngày giỡn. Nó không giỡn cho nó bắt cá mà vậy. Ai ông nè, nãy giờ tôi chỉ ông, nãy giờ ông ngồi đây hả? Với cái gì? Nãy là ông đi đá gà bên kia đúng không? Giờ không có. Sáng giờ em coi thằng kia nó mò cá này nè, em đâu có đá gà cho anh, em đâu biết cài dịch gì đâu. Ông còn chối hả? Hồi nãy giờ ông biết tôi ngược ông, từ nãy giờ biết mệt lắm không? Ông khỏi chạy đâu chứ á. Là nói câu là chính chứng tò. Đây, anh thiện đây. Ai út mà. Đi đây thiện đây. Chết rồi, thằng mò cá hả? Thì mày báo rồi. Mày báo rồi.